À, chào em, cho anh hỏi là em bán vé số ạ? À, bán anh 2 tờ đi. Em lựa dùm anh số nào cũng được hết. Rồi, cảm ơn em. À, đây là Long Khánh Đồng Nai các bạn nha. Đây là trước mặt chợ Long Khánh nè. Thì anh chào em, anh thì một YouTuber chuyên quay về xe. Nhưng mà hôm nay thấy em đi bán vé số thì em bán vòng vòng Long Khánh hay không ạ? À, hay sao? Long Khánh Cẩm Tân. À, Long Khánh Cẩm Tân rồi hả? Bán được không em? Lai rai. À, lai rai vậy thôi hả? À, chân em bị sao vậy? Dạ, à. Té gãy xương sống. À, té gãy xương sống hả? Rồi teo chân luôn. Tội nghiệp ha. Năm nay mình được bao nhiêu tuổi rồi? 43. 43 hả? Đẹp trai quá trời luôn á. Chắc hồi xưa chắc cũng là... À, chắc cũng làm ăn buôn bán gì hả? À, là hồi xưa em làm nghề gì? À, hàng tiện rồi hả? Mình leo lên bị té ha? À, ồ, tội nghiệp quá ha. Anh nói thì chuyên môn làm về xe. Bây giờ anh muốn hỏi em là cái xe này nè, thì anh thấy cái bộ chế này thì nó không phải thuộc về Long Khánh chế rồi. Vậy thì xe này mình chế ở đâu? Xe này mình đặt hàng ở Tây Ninh về. Ở Tây Ninh hả? À. Về mình ráp thôi. Ủa, về mình ráp thôi hả? Nhưng mình đặt cái bộ này thì hết bao nhiêu tiền? 10 triệu. 10 triệu hả? Là xe riêng còn cái bộ này là 10 triệu. Là mình ráp cái bộ như vậy mình thấy nó êm không em? Êm không? Chạy nó có bị đảo tay lái gì không? Nó chuẩn lắm, chạy 70-80 thôi. À, chuẩn lắm hả? Mà nó có vi sai luôn chứ? À, à, nó có vi sai vậy xứng. Cái này thợ này ở Tây Ninh ha? Cái thợ này là nó tên gì? Không, cái này mình chỉ biết vậy thôi chứ còn tên tuổi mình không biết. À, ở Tây Ninh. Rồi thí dụ như bây giờ có người mà họ muốn đặt em làm á, thì em có làm không? Không làm hả? Sao vậy? Sao mình không nhận thì làm giá cao hơn? À, mình cho lính làm, thợ làm. Hỏi hả? Rồi, đây anh thấy cái bộ vi sai là nó khác với lại mấy cái kia ha? Có ông Quang. Quang làm đâu có đẳng cấp như vậy được. Sao? Đâu? Ông Quang làm sao? Quang làm có đẳng cấp nhưng mà là hàng như vậy được. À vậy hả? Em đã làm của ông Quang lần nào chưa? Nhưng mà hả, bao nhiêu người ta làm ông Quang nhưng mà hả, là cái hàng nó đâu có nét bằng cái hàng này được. À. Hiểu không? À, nó chạy không ok bằng đúng không? Ừ. À vậy hả? Cái này là em nói nha, nó không biết nha. Đó thì là mình thấy cái hộp số là nó khác nè, hộp vi sai đồ này nọ là thiết kế là thấy khác nè. Đó, thiết kế là thấy khác hết ha. Rồi nó có một cái hộp trả số ve nè hả? Số ve trả nó nhẹ không em? Có gì đâu, mình gài lên gài xuống thôi. À, gạt đâu? Lên gạt xuống thôi. Gạt ở đâu? Gạt ở đâu? Đây nè. Gạt lên gạt xuống thôi, có gì đâu mà trả lên xuống. À. Gạt lên cái bắt đầu là à. Là nó vô số cái là lên ra. Cái hộp này là hộp chế hay là hộp của Trung Quốc? Sao mình biết được cái chuyện? Không, ý là cái hộp này là của thằng đó nó chế luôn á hả? Của nó hết à, luôn á, chứ không có hàng rời cái hàng nào đó. À vậy hả? Mua là của đó là nguyên thủy mang về đó. À, nguyên thủy mang về. Rồi mình chỉ việc ráp lại thôi. Ráp lại thôi chứ không có phải phải mua. Ừ, phải kiếm là một cái hộp số mang về nữa. À. Không cần phải. Cái dè này. Hả? Cái dè này. Của nó hết á. Là nguyên cả bánh nè. Hết luôn á. Cả này là mình nói chiếc xe cái là nó đưa cho mình là nguyên một bộ như vậy luôn. Cụm taxi là hả, có 2 bánh thì là đầy đủ hết. À, nguyên cụm vậy mình chỉ việc xỏ cái ắc này qua thôi. Bỏ cái ắc vô cái là xin lại là xong. Xin qua thôi. À, bỏ ắc xiết lại thôi. Là hết 10 triệu. À, 10 triệu. À, rẻ ha. À. Giờ lên kiến sườn không 15 triệu rồi đó. Hả? Kiến sườn không 15 triệu đó. Cái gì, cái sườn á hả? Cái dàn này không, lên kiến sườn nó chế không hả? À, kiến tường á hả? Mà đưa lên xe lên đó mà hả, 15 triệu á. À. Cái đựng nó. Quang cũng chế như vậy nè. Quang thì nó. Quang thì không biết Quang bao nhiêu. Nó 9 triệu nhưng mà không biết có hộp số không. À vậy hả? Đó. À. Mà đa số kêu hả, gắn hộp số nó đâu gắn đâu. Sao vậy? Ai biết đâu nó. À. Cái khả năng của nó là nó có bữa này nó có hộp số dè. Không biết nó gắn không nhưng mà hả, ừ hả, là kêu nó gắn nó là biến đâu thành gắn đâu. À vậy hả? Ừ. À. Nó gắn vậy đó tính ra cũng hay á chứ ha. À, chạy 70-80 bình thường không lắc không gì hết.
À ơi, mình mua mình phải biết cái địa chỉ của thằng bán chứ. Dạ. À rồi, làm ok ha. Rồi em chạy đi em Tăng. Đâu em về thử coi. À đâu về rồi.